Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đến các bạn một cái chủng loại đá là lát sân biệt thự nhà vườn. Thế mà ở đây thì là kiểu đá thì là nó là xanh ngọc, xanh rêu. Đấy, thì với những cái đá này thì nó thường nó sẽ dai đá và nó sẽ dai đá hơn so với loại đá xanh đen. Kích thước ở đây là 30-60 dành cho cái diện tích là trên 100 m² và hình thức là băm viền. Thì chúng ta thấy thường là nó cũng không bắt mắt bằng cái loại đá như kia. Đấy, nhưng mà có một cái điều, cái đá này đặc biệt nó là mình có thể là mình lựa chọn cái đá nó mỏng hơn, ví dụ như là 2 phân mình có thể chọn được, vì nó dai đá và quan trọng nhất là nó cũng không có gọi là các gân đá. Đấy, hiện đặc điểm của cái đá này thì nó hay bị đốm đây này, bị đốm cái đá này. Thì lưu ý nhá, khi mà chọn đá thì bạn nên là lựa chọn những loại đá mà hạn chế những cái đốm mà to. Đấy đấy đấy, ok, thì mình sẽ có một cái sân nó đẹp hơn. Thế lưu ý những cái loại đá như này thì thường sẽ được sử dụng cho khu vực sân biệt thự nhà vườn. Và phía hông ấy, bạn lựa chọn ở phía hông, lưu ý khi mà chọn đá thì độ đều màu, tức là hạn chế những cái vị trí mà các vết nứt là một cái. Thứ hai là tránh cái màu sắc trên cái gân trên mặt hông của đá này nó thay đổi, nó khác nhau. Đây thì nó là giữa đang có ướt nước và không có nước nên nó khô nhau chứ không phải là nó màu sắc khác nhau, thì lại hạn chế được cái màu sắc nó bị lệch. Đấy, đấy là mình sẽ lưu ý những cái việc mà khi mà lựa chọn cái đá xanh rêu như này. Cái xanh rêu này thì được sử dụng cho khu vực biệt thự thì sẽ được lát theo kiểu so le nhau, tức là không lát đều nhau. Và bạn có thể lựa chọn là kích thước 30-30 hoặc là 40-40, nhưng mà kích thước 30-60 này thì được sử dụng nhiều, đặc biệt là sân nào hình chữ nhật. Ok, thì trên vừa rồi cũng chia sẻ các bạn một cái hình thức là đá xanh rêu dành cho biệt thự nhà vườn. Bây giờ bạn có thể tham khảo thế này cho ngôi nhà của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.